Chào các bạn. Chào mừng các bạn lần nữa lại quay lại với kênh Ốc Ngọc Mentor của mình. Chào các bạn. Chào mừng các bạn một lần nữa lại quay trở lại với kênh Ốc Adventure của mình. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 trong chuỗi ngày giãn cách xã hội ở Sài Gòn. Và vẫn như ngày thứ nhất và ngày thứ hai, hôm nay là một ngày rất ế. Và hôm nay có thời gian thì mình sẽ lại tiếp tục làm clip để bổ sung cho cái kênh YouTube của mình. Clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về đèn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại đèn hiện giờ đang có ở trên thị trường, các chức năng của các loại đèn, độ sáng, ánh sáng và việc áp dụng từng loại vào trong cái nhu cầu của mỗi chuyến đi nó như thế nào, phân loại để mình lựa chọn đúng hơn cho việc mình lắp đặt thêm trong xe mình trong tương lai ha. Ok các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem về những cái đèn mình lắp trên chiếc Kawasaki Versys 300 của mình. Đây. Và đây là chiếc Versys 300 mà mình đang sử dụng. Hiện giờ trên chiếc Versys 300 này thì mình đang gắn hai bộ đèn. Một bộ đèn là mình kết hợp gồm ba cái đèn Kenzo Z20 ở giữa. Đây. Một bộ này là gồm ba đèn Kenzo Z20 ở giữa và hai cặp đèn Tool 40X ở hai bên. Do là bên trên xe mình nó có bộ khung chống đổ của Lobo, thành ra là việc lắp đặt đèn nó rất là dễ chịu, nó rất là thoải mái. Đó các bạn nhìn xem này, khung gắn đèn. Khung gắn đèn lên rất là vững. Cái vị trí đèn nó nằm rất là dễ chịu. Đó, vị trí gắn rất là nhiều, nhưng mình thì mình thích để ba cái ở giữa và hai cái đèn lớn mình gắn hai bên như thế này. Đó, như thế này thì hiện giờ cái chức năng của mình đang sử dụng cho ba bộ đèn này nó sẽ như thế này. Hai cái đèn ở giữa thì mình sẽ sử dụng một công tắc phụ. Tại vì cặp đèn Z20 này á, Z20 này chức năng của nó là nó có đường cắt ngang hỗ trợ cốt rất là đẹp. Thành ra là mình sẽ sử dụng cho nó một cái công tắc phụ. Đáng hồi mình sẽ quay cái công tắc phụ cho các bạn xem. Hai đèn lớn tuôn hai bên mình sẽ sử dụng vào chức năng pha và passing ở trên xe. Có nghĩa là khi nào mà mình mở công tắc đèn pha, khi mình đường dài á, mình mở công tắc đèn pha thì hai cái đèn này nó sẽ sáng theo. Hoặc là khi nào mình bấm passing thì hai cái đèn tuôn này nó cũng sẽ sáng theo. Đó là chức năng của những cái đèn ở trên xe mình. Tại sao mình lại chỉ sử dụng có hai dòng đèn như thế này? Một số anh em gắn trên xe rất là nhiều cái đèn khác nhau. Thì cái đó là sở thích, cái nhu cầu và cái sở thích của từng người. Tuy nhiên với mình thì hai bộ đèn như thế này nó đã đủ rồi. Thì chức năng của từng cái sau đây mình sẽ cho các anh em xem clip. Thứ nhất là về đường cắt của đèn. Thứ hai là về chức năng của đèn. Rồi, bây giờ mình sẽ vô và mở lên từng cái đèn cho anh em xem nha. Rồi, bây giờ là mình đang ngồi ở trên xe và mình sẽ test từng cái đèn cho anh em xem. Anh em thông cảm là tại vì cửa hàng cũng nhỏ, nhà mình bên cạnh thì không có chỗ để, thành ra là ga này kia rất là nhiều. Anh em nào tới cũng biết là cửa hàng mình nhỏ lắm. Chút xíu. Đây. Hôm nay dọn cái phía trước cho nó thoải mái để test đèn. Rồi, trước tiên mình sẽ mở cái đèn ba cái Z20 Kenzo. Đó, như anh em thấy thì Z20 Kenzo nó sẽ có đường cắt. Anh em nhìn thấy đường cắt không? Đường cắt đèn nó rất là đẹp. Thì cái đường cắt đèn như thế này á, thì nó sẽ giúp cho mình có thể mở cái đèn này liên tục. Khi mà đi trong phố cũng vậy, hoặc là đi tour anh em có thể mở liên tục mà nó không có gây chói cho người đối diện. Nó không có làm cho người đối diện bị lóa mắt. Tại vì nó có đường cắt, nó y như cái đèn cốt của mình vậy đó. Mình chỉnh cái tiêu cự đèn nó thấp thì nó sẽ cắt ngang ở đó luôn. Anh em đi đối diện cái đèn này thì không bao giờ bị chói hết. Cứ né ra khỏi cái quần sáng là ok, là không có chói. Đó, thì cái này chính là cái cặp đèn, ba cái đèn Z20 Kenzo mà mình đang sử dụng. Rồi bây giờ mình tạm tắt cái này đi. Còn đây, mình sẽ bật pha. Đây là công tắc pha. Công tắc pha bên đây để mình, hoặc là passing để mình mở hai cây đèn Tool 40X. Hai đèn Tool 40X hai bên. Thì đối với Kawasaki Versys 300 muốn mở đèn pha thì chúng ta phải đề máy lên.
Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là ánh sáng của đèn zin nè, ánh sáng của đèn zin nè. Còn bây giờ là mình mở cặp full 40x đây. Đó, cặp full 40x, các bạn có thể thấy là cặp full 40x á, cái quần sáng của nó là nó rất là rộng và nó tròn. Cái này là cái khoảng cách từ đèn cho tới cái bảng mà mình muốn để cho anh em xem á, nó chỉ có khoảng 1 mét thôi, thì anh em sẽ thấy nó gom lại. Nhưng mà khi mình đi đường trường bên ngoài á, thì với cái quần sáng như thế này á, thì nó sẽ tản ra rất là rộng. Gần như với hai cây đèn full 40x này á, thì mình có thể bao quát được toàn bộ, mình bao quát được toàn bộ một con đường. Thì cái điểm mạnh của cái tập full 40x này á, là nó tản rộng, nó tản rộng, nó bao quát, nó đi ra xa được, và anh em có thể quan sát được rất là xa, tại vì nó đánh rộng ra mà, nguyên một cái con đường luôn, nguyên một con đường hai bên cái thứ đều nằm trong tầm quét của đèn hết. Thì chúng ta sẽ dùng nó khi mà đi đường trường, khi đường đi đường trường, khi đi tour, khi đường dài, khi đi đêm mà đường nó vắng rồi, hoặc là đường nó quá tối không có đèn gì hết, thì mình sẽ mở cặp đèn này lên. Cái nhược điểm của nó là tại vì nó bao quát nguyên con đường luôn, thành ra là nó sẽ gây chói rất là nhiều cho người đi đối diện. Nó sẽ gây chói rất là nhiều cho người đi đối diện. Thành ra là gần như là anh em chỉ mở khi nào mà mình đi khuya thiệt là khuya, hoặc là mình đi trên con đường nó vắng quá đi, nó vắng, nó không có người, không có xe đi đối diện á, thì mình mới mở được cặp đèn này. Còn cặp đèn này anh em mà mở chạy trong phố, hoặc là anh em mở mà đi tour mà về miền Tây mà hai bên nhà san sát nhau mà anh em mở là người ta rất là chói, rất là phản cảm, cái người đi đối diện cực kỳ là khó chịu mắt luôn. Thì tại sao thì chúng ta, tại sao mình lại gắn hai cặp đèn như thế này? Thì hai cặp đèn như thế này giống như mình nói, nó hai chức năng hoàn toàn khác nhau. Cặp Z, bộ Z20 có đường cắt, dùng để hỗ trợ đèn code, có nghĩa là anh em có thể mở liên tục đèn tắt này, đèn zin, đèn code. Đó, anh em thấy không, nó cái đường cắt nó rộng, nó sáng và nó đẹp hơn rất là nhiều so với đèn zin, nhưng nó có đường cắt y như đèn zin vậy, có nghĩa là anh em đi, anh em mở liên tục được, có thể mở liên tục, mở đi từ Sài Gòn đi lên tới Đà Lạt đi đêm, mở liên tục được, không vấn đề gì hết. Nó không gây chói cho người đối diện, nó là một dãy rất là sáng ở phía trước mặt chúng ta thôi. Thì cái đèn này chúng ta thể mở liên tục được. Tuy nhiên mặt mạnh cũng là mặt yếu, nó hỗ trợ code, thành ra là nó chỉ bao quát phía trước mặt chúng ta tầm khoảng 20m đổ lại thôi, y như đèn code của mình vậy ạ. Thành ra là nếu mà anh em mà bắt đầu đi ra đường trường rồi mà chạy nhanh á, bắt đầu anh em bắt đầu kéo ga lên khoảng 90-100 cây số/giờ á, thì cái vườn sáng của cái đèn này á, nó không có dí theo kịp so với cái tốc độ chạy của anh em. Thành ra là có nhiều trường hợp là ổ gà, khi mà anh em nhìn thấy được cái ổ gà trong cái vùng sáng này thì nó đã tới bánh xe rồi. Đó, cái đó là cái nhược điểm của nó, là nó không có đi theo kịp so với cái tốc độ chạy của mình, thì lúc đó mình mới phải mở cặp đèn đánh rộng. Đó, với cặp đèn này thì bao quát nguyên con đường, anh em chạy từ 120 tới 160 thoải mái, tại vì phía trước anh em trong vòng khoảng từ 100 tới 200 mét là nó sáng rực rỡ, thì anh em mở chạy rất là thoải mái. Phía trước coi như là ổ gà này kia cách mình khoảng 100 mét là mình đã thấy rồi. Đó, thì đó chính là cái ưu nhược điểm của từng loại. Một cây tản rộng, đánh xa, chạy tốc độ cao, rực rỡ nhưng gây chói, không thể đi được trong phố, không để đi được trong khu đông dân cư. Một cây có đường cắt, mở liên tục, chạy trong phố, chạy trong khu đông dân cư, chạy từ đây lên Đà Lạt, chạy liên tục, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên, do cái tầm với của nó thấp, tầm với nó ngắn, thành ra là nó sẽ không có hỗ trợ cho mình tốt khi mình chạy tốc độ cao. Đó, đó là thế mạnh và điểm yếu của từng cây. Thì giống như, tại vì bây giờ mình lắp bao nhiêu cây cho đủ, thì như mình đây hoặc là anh em 500x mà mình hay tư vấn, hoặc là anh em đi tour nhiều thì mình cũng tư vấn là nên lắp mỗi loại 2 cây, 2 cây dùng để là hỗ trợ code, 2 cây dùng để hỗ trợ pha. Đó, như mình ở đây với cái bộ đèn như thế này, mình đã đủ đi được rất nhiều cung đường khác nhau rồi. Ví dụ như tối đêm hôm không có ai hết, nhìn từ xa tối thui, không đèn không đớn hết, thì mở pha chạy. Khi mà nhìn từ xa bắt đầu có xe lên thì mở code chạy, mở cái Z20 chạy, nó nhịp nhàng giữa 2 cây đèn đó. Chứ không có nghĩa là chúng ta gắn nhiều đèn, chúng ta mở hết tất cả lên là chúng ta sẽ chạy nó dễ chịu. Mà cái việc dễ chịu hay không đó là việc mà chúng ta lựa chọn cái cặp đèn đúng, và chúng ta sử dụng trong những cái tình huống nó phù hợp, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn trong việc đi. Rồi, đó là những gì mình muốn nói trong cái việc mà lựa chọn đèn. Rồi, còn bây giờ lại dời xe ra ngoài, và chúng ta sẽ nói tiếp với lại nhau một số cái vấn đề khác nữa.
Rồi bây giờ đây là việc đem cái xe ra, mặc dù bây giờ đấy là ban ngày thôi, thành ra là anh em khó có thể hình dung được cái độ sáng của đèn. Tuy nhiên thì có gì làm đó vậy. Rồi mặt mạnh mặt yếu của hai cây đèn lúc nãy mình đã nói rồi, thì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy chính xác là nó đang làm việc như thế nào. Thì bây giờ ví dụ như anh em đang chạy nè, đang đi nè, anh em có thể mở cái cặp đèn Z20, mở bộ đèn Z20 đó, anh em nhìn thẳng vào trực tiếp nó đâu, anh em nhìn thẳng trực tiếp nó không hề chói, nó có đường cắt mà, nó có đường cắt nó nằm dưới chân mình. Đây quay lại đó, đường cắt nó nằm dưới chân mình này nè đó, anh em thấy không, mình lại gần mình đi xa gì đó thì nó cũng không chói. Mình đừng có nhìn quá thấp vô trong cái tầm đèn là ok, nó có đường cắt mà, đó nè, đi tới đi lui, đứng gần đứng xa gì thì cái đèn này nó cũng không gây chói hết đó. Thì nó sẽ hỗ trợ đèn cốt cho mình, mình có thể đi trong khu dân cư, mình có thể đi trong khu đô thị, mình có thể mở liên tục mà nó không gây khó chịu cho người đối diện. Rồi còn khi mà chúng ta mở cặp đèn, bây giờ tắt cặp đèn, cắt đèn Z20 đi nè, rồi mở cặp đèn tuôn 40x nè, anh em thấy chưa, anh em thấy nó chói một cách khủng khiếp chưa đó, anh em thấy nó chói một cách khủng khiếp chưa đó. Thì cặp đèn này thì anh em không thể nào mà mở chạy liên tục được, anh em mà mở chạy liên tục trong phố thì rất là tội người đối diện luôn, rất là tội người đối diện luôn, nó rất là khó chịu mắt, nó hung lắm. Ví dụ như bây giờ là ban ngày anh em nhìn thấy nó lóa như này rồi, còn ban đêm mở lên thì chịu gì nổi nữa đó, đúng không? Tuy nhiên ví dụ như bây giờ nè, bây giờ mình tắt cặp full 40x đi nè, bây giờ chức năng của cái dàn Z20 ngang là hỗ trợ cốt. Ví dụ như bây giờ anh em mà gắn nó vô pha thì khi mà anh em cần passing xin đường hoặc là gây sự chú ý cho người khác á, thì anh em bắt đầu nhấp nhả để cho cặp Z20 nó chớp tắt nè, Z20 á. Rồi nhấp nhả liên tục để giống như mình đang passing nè. Anh em thấy mắc cười không? Giống như là mình cần người ta chú ý tới mình để cho mình làm một vấn đề gì đó. Ví dụ như là mình băng qua khỏi ngã tư, mình thấy xe đối diện tới gần sát quá, mình sợ họ không chú ý tới mình passing, nhưng mà passing thì giống như là mình năn nỉ á, nó không có gây chói, thành ra là nó không gây được sự chú ý của người đối diện. Còn với cặp tool 40x nè, khi mà anh em passing nè đó, anh em thấy không, nó ngay lập tức gây ra, nếu mà anh em giữ lâu thì nó gây chói, nhưng mà anh em passing 2 cái thôi hoặc là 3 cái thôi thì nó ngay lập tức nó tạo ra một cái vùng sáng và nó gây sự chú ý cho cái người đối diện, thì lúc đó người ta sẽ để ý tới mình liền. Còn trong khi đó nếu mà mình passing cái bộ đèn Z20 thì đó, nó không có mấy tác dụng gì hết trơn á, tại vì nó không có đánh chói được người ta. Còn trong khi đó thì cặp tool 40x nè, anh em coi lại nè, đánh cái nào là gần như là để ý cái đó liền đó. Thì cái đó là cái việc mà mình, vì sao mình lại bỏ cặp tool 40x vô trong đèn pha, là để anh em sử dụng chức năng đi đường dài mở pha nè, hoặc là để passing xin đường nè, hoặc là passing để ra dấu, ra ký hiệu, hoặc là bất cứ gì đó mà anh em muốn người ta để ý tới mình. Muốn người ta để ý tới là phải gây chói được, đánh chói và làm cho người ta ra nhìn thấy được mình. Còn cặp Z20, bộ Z20 thì chỉ đơn giản là để hỗ trợ đèn cốt khi chạy thôi. Đó là lý do tại sao cặp bộ Z20 thì mình lại gắn vào bên trong công tắc phụ. Đó nè, bây giờ ví dụ như mở cái bộ ba Z20 để chạy. Thấy không? Rất là dễ chịu, rất là nền nã. Nhìn từ xa không gây chói, mở liên tục chạy được. Chứ cái cặp này mà anh em passing thì nó kỳ lắm, nó giống như là mình nó năn nỉ người ta. Trong khi đó, quay trở lại với lại tool 40x kia, chúng ta passing nè. Đó, anh em thấy chưa? Anh em thấy độ chói chưa? Và chúng ta ngay lập tức nhận ra được là vấn đề là anh có xe đối diện. Đó là lý do tại sao mà việc lắp đặt, làm điện cũng như là tư vấn á, thì mình hay tư vấn là nếu mà một cặp nào đó mà gây chói được thì chúng ta sẽ đưa vào trong phần pha passing, điều khiển theo pha passing. Còn cặp nào mà có thể hỗ trợ cho chúng ta đi liên tục được thì chúng ta sẽ bỏ vào ở trong một cái công tắc phụ. Như vậy cái việc sử dụng nhịp nhàng giữa hai cái bộ đèn này nó sẽ giúp chuyến đi của anh em nó dễ chịu hơn, an toàn hơn. Đó, hai bộ đèn. Ok anh em,